Đây nhà vườn Trần Tứ này. Đào này đào ghép này, gốc Tây Bắc ghép với đào ta. Khách mua khá nhiều đây. Chỗ đây là những vết người ta mua này. Đẹp thế. Gốc Tây Bắc rất là to luôn. Đào phai. Để được chăm sóc cây đào này không phải dễ đâu mọi người. Gốc rất là to luôn. Cây kia còn có cả cây nấm nó mọc ra. Gốc nấm này. Tại vì không có chủ vườn đây đâu mà không hỏi giá được mọi người. Dẫn các bạn tham quan ha. Đào năm nay thì hoa là bung hết rồi. Đây, đào bích này. Em chào anh nhá. Chứ ông quay vườn đào nhanh chút nhá. Đào hôm nay năm nay nhà anh cũng bán cũng vãn rồi nhỉ. Anh bán. Đây là anh chủ vườn này. Lửa vườn. Đào anh toàn ở gốc ghép đấy nhỉ? Cả gốc ghép, cả gốc đào ta. À vâng. Đào anh dòng đào ta nhiều, gốc ghép ít. Đào những gốc này thì anh bán bao nhiêu? Anh có cho thuê không? Gốc này cả cho thuê cũng được, bán cũng được. Ví dụ như cái gốc này thì anh bán bao nhiêu? Như gốc này anh bán được khoảng 4 triệu. 4 triệu. Năm nay nó nhuận là hòa bùng hết rồi. Năm nay thời tiết nó không ủng hộ mấy. Không ủng hộ. Đây em loam như cái đào này là đào ta này. Đào ta đấy. Cái loạt này là của anh là đào ta. Gốc to nha. Đào ta này anh bán bao nhiêu? Đào ta thì nó cũng tầm giá đấy. Cũng giá 4 triệu hết. Đào ghép thì có đắt hơn không anh? Hay cũng đào vậy. Ghép thì nó tùy theo, bây giờ đào ghép đào rừng ấy thì cây nó to đẹp thì giá nó khác. Vâng, đúng rồi. Năm nay thời tiết không hồ hoa nó đấy. Bùng quá. Nhưng mà nó căng hơn nói ở chung là Nhật như, Tân đấy. Như của anh như này là cũng là còn tốt chán, nhiều nhà còn lở hết rồi. Lửa. Vâng. Đấy em đi em xem nhiều nhà. Đây còn hoa lũ còn nhiều lắm. Như Nhật Tân mới để Bắc Giang còn lở còn bùng hết rồi, căng hết rồi. Đây còn đỡ. Nhật Tân Bắc Giang mà hoa năm nay dưới mình 10-15 hôm rồi. Dưới mình năm nay còn đẹp hơn ở trên Nhật Tân nhiều. Hoa đào nó được già ngày bao giờ lại khác, nó lở nhìn nó to lay. Cũng hoa to dòng, tướng. Dòng cũng còn rất nhiều đây. Đấy. Nhưng mà lũ cũng còn nhiều lắm. Bột. Nói chung được cây này mà chơi Tết đúng như này. Đấy, thì đúng là đúng khách vào 30 chơi. 30 mà như này thì đẹp. Khách vào chơi thì đúng là này tuyệt thì vời. Hơi sớm, cây này thì sớm. Cây này nó bột nó nhiều quá. Tiếc quá nhỉ. Vì cái dăm này nó lại ngắn. Cây này nó lại ngắn dăm. Cái này đấy sân. Như cái loại này thì nó lại dăm nó dài em nghe chưa? Vâng. Thì nó còn nhiều lớp. Cái loại dăm ngắn ấy là tiếc. Này anh cũng bán được lửa vườn rồi chứ? Anh bán gần gần hết lửa vườn. Những cây kia là anh đang ươm ấy đúng không? Ừ. Anh có để ý định ghép gì không? Hay là cứ để như vậy? Cái gốc đấy là gốc đào ta đấy. Đào ta đấy. Mình ghép trước rồi trồng từ bé. Không phải là gốc rừng. Vâng.
Em ra ngoài này em tham quan một chút nữa. Ừ. Đây, anh có một cái vườn đào rất là chất luôn. Toàn gốc to. Đào ta mà gốc to như này thì đúng là chất lượng đấy nha mọi người nha. Anh chỗ anh vừa ra rồi. Vừa nãy thì không thấy, bây giờ mới thấy. Hôm nay nó nhuận, hoa bùng hết rồi. Này là đúng để Tết chơi thì cũng là tuyệt vời đấy. Sau video mình làm được nhiều vườn này tạm dừng đây nhá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Đây là nhà vườn đào Quang Long nha mọi người nhé. Mai trắng hoa đào, đào rừng. Đây là số điện thoại luôn đây. 67 Lam Mỹ, Nam Trực, Nam Định. Đây chú là chủ vườn đây. Chú phải giới thiệu thì đào nhà mình toàn đào rừng nhỉ? À đào ghép đúng không chú? Đấy, đào ghép này mọi người nhé. Gốc thì gốc Tây Bắc mà cành thì là đào ta nhỉ chú nhỉ? Vâng. Đây là đào phai mọi người. Đào phai, phai ngọc đấy. Phai ngọc rất là đẹp. Bích đỏ đây. Bích này. Vườn chú thấy bán cũng được khá khá cây đấy chứ chú nhỉ? Vâng. Dàn như vậy. Ở đây có vẻ là hoa đúng Tết đấy nhỉ chú nhỉ? Tết đấy. Ở đây thì đúng là hoa đúng Tết luôn mọi người. Khách trước, nhà báo thích khách trước rồi. Vâng. Nếu mà cơ quan công ty với lại đó, thích mua đào biếu thì vườn này đúng chuẩn Tết này mọi người này. Đấy. Gốc rất là to luôn. Nụ năm nay hoa này là đúng Tết luôn. Dàn đẹp. Này, quay cho mọi người coi nhá. Đấy. Những cây này chú chăm sóc mất bao nhiêu năm chú? Cứ 25. 25 một cây. Mua gốc về mình ghép hoa 25. 25 mới được ạ. Những cây này thì chú bán đứt là bao nhiêu? Bán đứt là tầm 15 triệu. 15 triệu một cây. Đấy mọi người nhá. Đấy. Điện thoại ngay đầu video nhá mọi người nhá. Ai có nhu cầu liên hệ luôn với chú. Đây nhà chú là mấy cây to này đúng không? Còn cái đào cành kia là của nhà khác ạ. Chú lên đây dẫn cháu đi tham quan chút nữa. Đây là đào đào phai đây, phai ngọc đấy. Cây này cũng giá như vậy luôn hả chú? Không, giá thì ít hơn tiền hơn. À, ít tiền hơn cây đào bích này. Vì dàn nó bé hơn mà. Mái hoa nó hơi lở trước một chút nhỉ? Vâng, hơi trước nhưng hạt nó nhiều. Vâng. Hạt phai nó nhiều. Hạt lụng nhiều. Nhà chú có hai vườn mọi người ạ. Toàn đào to thôi, không có đào bé. Toàn cây gọi là khủng long. Cây đắt của vườn chú đắt nhất là bao nhiêu chú? Nhiều vườn thì người ta bán 25-30 triệu thôi. Vâng. Nhưng mình chỉ bán bình thường dưới 20 triệu thôi. Dưới 20 triệu. Nhưng cây này là đắt nhất là của chú hay là cây nào? Vâng. Hôm nay vườn chú cũng bán khá khá rồi đấy. Ngoài đào ra chú có trồng mai. Mai nữa. Chú mai cháu đến thích quay về chỗ nhà thờ. Đi nhà thờ có bốn cái phượng hoàng ấy. À. Cô đang bán ở đây. Vào mai dân, đấy. Vào dân vâng. Kể cả đào bonsai anh có. Đào bonsai. Đào già ấy. Vâng. Để thích vào quay thẩm vấn tí thì vào đào già. Tí nữa cháu. Đấy có ít đào già trông đẹp lắm. Tí nữa. Thôi giờ đi phố 5 triệu cây. Vâng. Nữa chú bán bao nhiêu? Bán tuột thì 7, à, 9 triệu cơ. Vâng. Cho thuê đồng 5 triệu. Tí cháu quay lại cháu thuê thông lấy về. Vâng. Còn mai ở đấy có. Nhà chú mà vậy, mai cây... quay cả nhà vườn. Vâng. Những cây này chú cho thuê thì thuê bao nhiêu? Thuê tầm hơn chục thôi. Vâng. Chú thuê hơn chục thôi. Nói chung là một cây đào như này cũng vất vả đây. Ờ.
nó cũng tương xứng đi. Cho quân tử nó nằm trên lưng. Vâng. Đòn cút quăng đẹp dàn rồi. Quay lại nhìn nó sướng. Đào này đúng là chuẩn Tết rồi. Không phải nghĩ luôn nha các bạn nhé. Tầm nàn đó bọn con này. Nếu ai thuê mình cho thuê chả. Mua hạt còn nhiều này mình. Kìa các bác đang khách và đang tham quan này chứ. Đấy. Chú tên gì nhỉ chú nhỉ? Chú Luyện. Chú Luyện ạ. Chú Luyện là 67. Làm Mỹ, làm trực làm định rồi mọi người nhé. Nếu mọi người đi tham quan nữa. Hàng này là hàng vừa thôi. To khủng nữa. Mít đào mua không đéo đi. Đóng phai. Ở đây, đây là phai này. Đây là phai nhanh. Phai đi nhỉ. Mấy cái phai đình ngọc như ba bốn cái phai đi mẹ đâu cây đấy nở quá không đây là cái phai này đấy cái phai cây đấy là nó nở mẹ nó mất 30% rồi. Ôi năm nay ai này còn khá đấy cháu ạ. Năm nay thì đúng là bi động vậy ạ. Nhiều quần ra là tết tết khách đang đi tham quan nha mọi người. Quay Bích Ngọc đấy, gốc ở nhà gốc phai phai ngọc đấy già luôn cho quay đẹp nhá. Trong vườn của chú quay lên thì đúng là chất đấy. Nó đẹp quá, toàn gốc to nữa. Thằng Long ở đâu vậy? Hoa sao sao đi thuê hay mua chuột? Mua như nào bán như nào? Bán chuột ra, bán chuột để tầm 14 triệu một cây. Thuê 11 triệu. Báo giá công khai. Đi về đâu? Đi đâu anh này anh biết rồi. Đi đường xa quá rồi. Xa chỗ bên xe là cà cào. Đây thành phố Chí Minh có ship được không? Không ship được ạ. Ship thường là không. Cây này hoa chuẩn Tết đấy. Sao bằng to bằng kia năm ngoái? Hoa đúng chuẩn Tết luôn. Cây cũng bằng kia năm ngoái. Gốc đẹp. Nó còn điệu, nó còn dài hơn ra. Chuẩn, chuẩn. Nó bay, nó bay, nó bay, nó bay, nó dài. Quay ra đây. Cả cây cả đúng rồi. Này chơi mấy ngày Tết khách vào tham quan. Ra Tết thì ba quả tam tử, nhất nhị tam. Chạy ba con trực, tràn trực lưng. Vườn của chú đẹp. Còn này hai con trực chạy song thu. Còn chú chất đấy, toàn cây chất đẹp. Nói chung bàn tay của chú khéo ghép rất là đẹp. Đây thì nếu mà cháu đi đâu qua vườn ấy, đúng không? Toàn cái đầu ấy rồi thôi. Để ý các vườn ấy có gì có, chỉ có cho chú có ít thì thôi, cho thuê càng ít càng chất, làm ít thì chất lượng được. Nhiều quá nhiều đôi khi nó lại không ra gì. Cổ hiếm thì bao giờ nó cũng ít mà. Đẹp cũng vậy. Hạt lộ này đã 19-20. Này chơi thoải mái. Cây này thì đúng là chuẩn Tết. Từ mùng 10 về 10 hiếm. Cần thì. Cái kia cũng vậy. Tôi cần mùng 10 Tết thì cần gì để trong nhà. Đúng rồi. Chơi mấy ngày Tết người ta vào thăm vâng. Chơi đấy. Tham quan mình cần mấy ngày Tết thôi. Cái này bao tiền? Dạ. Cái này hả cơ? Cái này 12 triệu. 12 triệu thuê thuê 9 triệu. Đào này là thì cháu đi xem đi còn gì. Cháu có ưng được cái gì chứ. Ngày xưa ấy giờ này là 20 mình làm thu tút à? Vâng. Đi review đào chứ ạ. Vâng.